Phương Anh kính chào quý vị khán giả của Hành Trình Tương Lai đang đến với bản tin tối thứ 5 ngày 21 tháng 10. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, may mắn và bình an. Cảm ơn quý vị đã like, share và để lại bình luận giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Hiện tại trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội đã có video mới Ngũ Hành Vận Động Dị Thường Dự Báo Tai Họa và Con Người Thoát Khỏi Kiếp Nạn. Và sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là điểm tin chính. Tiền Giang một mình đi một đường, doanh nghiệp cầu cứu. Nhiều trường nghỉ dạy trực tiếp khẩn cấp vì liên tiếp xuất hiện F0 là học sinh. Địa phương có cấp độ dịch mức 1, mức 2 được mở lại du lịch 100%. Tàu Cát Linh, Hà Đông chưa chạy đã phải trả nợ. Công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa Vũng Tàu bị vây ráp, khám xét. Và sau đây là nội dung chi tiết. Báo Tuổi Trẻ thông tin, 19 doanh nghiệp FDI tại Tiền Giang vừa gửi thư cầu cứu đến Thủ tướng, cho rằng việc tỉnh Tiền Giang một mình đi một đường trong việc phòng dịch đang khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở. Cụ thể, trong thư gửi đến Thủ tướng, các doanh nghiệp FDI đang sử dụng gần 70.000 lao động tại Tiền Giang cho hay, dù người lao động đã được tiêm mũi 1 vaccine đủ 14 ngày đạt hơn 80%, nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy, do quan điểm của chính quyền tỉnh Tiền Giang là 100% người lao động tiêm mũi 2 đủ 14 ngày và người nhà của người lao động được tiêm đủ vaccine mới đủ an toàn để có thể cho doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường. Trước đó, từ ngày 1 tháng 10, các doanh nghiệp đã có thư kêu cứu gửi đến Chủ tịch tỉnh Tiền Giang, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể, cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào. Được biết, đến nay tỉnh này vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất 3 tại chỗ, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Vừa qua, thành phố Quy Nhơn ở tỉnh Bình Định đã gửi yêu cầu khẩn tới Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố về việc tiếp tục cho trường mầm non nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trong khi các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 4 xã Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Hội và Nhân Châu tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học bình thường. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn 16 phường còn lại và xã Phước Mỹ, học sinh nghỉ học từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10. Các trường tổ chức hoạt động dạy học trở lại từ ngày 25 tháng 10 với hình thức như sau. Đối với học sinh các khối lớp 1, 2 và 3, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập và gửi bài tập qua Zalo của từng lớp. Đối với học sinh các khối lớp 4, 5 và các khối lớp 6, 7, 8, 9, tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. Thông báo được đưa ra sau khi ổ dịch tại phường Lê Lợi liên quan tới ca bệnh ở thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phú Cát, đến ngày 20 tháng 10 đã xác định 5 ca F0 tại 4 trường học trên địa bàn thành phố, gồm trường tiểu học Lê Lợi có 2 ca, trường trung học cơ sở Ngô Mây 1 ca, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh 1 ca, trường tiểu học Lý Thường Kiệt 1 ca. Theo đó, các trường đã khẩn cấp cho giáo viên và học sinh cùng lớp test nhanh tầm soát COVID-19 và phun khử khuẩn trường học. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hướng dẫn về việc thực hiện nghị quyết tạm thời thích ứng an toàn với dịch COVID-19 của Chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể, đối với hoạt động du lịch, hướng dẫn quy định cụ thể việc yêu cầu xét nghiệm đối với từng cấp độ dịch, từng đối tượng và quy định tỷ lệ công suất hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở từng địa bàn theo từng cấp độ. Theo đó, nơi có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất, địa bàn có dịch cấp độ 3 chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động với không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm. Đối với địa bàn có dịch cấp 4, các hoạt động tham quan du lịch vẫn tạm dừng. Theo truyền thông trong nước, Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông được chỉ rõ những vấn đề phát sinh. Báo cáo cũng chưa định rõ được ngày vận hành thương mại của dự án gây nhiều điều tiếng này. Cụ thể, với dự án vay vốn Trung Quốc này, báo cáo cho biết, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt ngày 25 tháng 5 năm 2017 là 18.001,5 tỷ đồng, tăng hơn 9.200 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu. Mặc dù chưa đưa vào vận hành thương mại nhưng đến nay đã kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay cho dự án, Bộ Tài chính đã phải ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ theo cam kết của Chính phủ tại các hiệp định vay đã ký. Báo Dân Trí đưa tin, do liên quan đến đường buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn, sáng nay ngày 21 tháng 10, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đã khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc ở đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu để điều tra. Được biết, đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô lớn nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sở hữu hàng chục cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chuyên nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam. Trước đó, qua việc đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng liên quan đường dây xăng giả tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An,
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện mỗi ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả kém chất lượng ra thị trường. Chỉ tính từ tháng 8 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo là tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Philippines phản đối Trung Quốc ở Biển Đông. Cựu Tổng thống Trump công bố mạng xã hội Truth. Giá dầu thế giới gần đạt đỉnh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này đã gửi công hàm ngoại giao phản đối việc các tàu Trung Quốc thách thức các tàu của Philippines tuần tra trên Biển Đông bằng còi, loa và hệ thống liên lạc vô tuyến. Bộ Ngoại giao đăng tweet rằng, những hành động khiêu khích này đe dọa hòa bình, trật tự và an ninh của Biển Đông, đồng thời đi ngược lại các nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Philippines không nêu rõ các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm nào. Trước đó, hơn 200 vụ việc tương tự đã diễn ra trong khi lực lượng của Philippines tiến hành các cuộc tuần tra định kỳ trên vùng biển do nước này tuyên bố chủ quyền. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi thông tin trên. Được biết, căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã âm ỉ trong suốt nhiều năm trên Biển Đông, tuyến hàng hải chiến lược mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào tháng 6 năm 2016, Philippines đã gửi hơn 80 công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc. Hãng tin AFP đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20 tháng 10 đã công bố kế hoạch ra mắt mạng xã hội của riêng ông có tên Truth Social, tạm dịch mạng xã hội sự thật. Mạng xã hội này được quyền sở hữu của tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump TMTG. Tập đoàn này cũng dự kiến sẽ tung ra dịch vụ phát sóng video. Trong một tuyên bố, ông Trump cho biết, tôi tạo ra Truth Social và TMTG để chống lại sự chuyên chế của Big Tech. Tôi rất vui mừng khi ấn nút gửi sự thật đầu tiên của mình trên Truth Social trong tương lai gần. TMTG được thành lập với sứ mệnh là tiếng nói cho mọi người. Dự kiến phiên bản beta của trang web Truth Social sẽ được ra mắt những vị khách được mời vào tháng 11, sau đó phiên bản đầy đủ sẽ xuất hiện vào quý đầu tiên của năm 2022. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq đưa ra dự báo giá dầu thô có thể lên tới 100 đô la một thùng trong quý 1 và quý 2 năm 2022, khi các kho dầu dự trữ toàn cầu đang ở mức thấp nhất. Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 10 đã tăng lên đến mức gần cao nhất trong nhiều năm do những khó khăn trong chuỗi cung ứng năng lượng và thời tiết trở lạnh ở Bắc Bán Cầu. Giá dầu Brent tăng lên 85,08 đô la một thùng, giá dầu ngọt nhẹ New York tăng lên 82,96 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, tốc độ phục hồi của một số nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu kết hợp với nhu cầu sử dụng năng lượng trên thế giới đang bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng khai thác của các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn vẫn ở mức cầm chừng là những nguyên nhân khiến giá nhiên liệu, trong đó có giá dầu thô tăng mạnh trong những tuần gần đây. Louis Dixon, chuyên gia phân tích thị trường dầu tại công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy của Na Uy nhận định, thị trường dầu mỏ đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung khiến lượng hàng tồn kho giảm sâu và dầu lên giá. Theo ông Dixon, tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong phần lớn năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo, Phương Anh xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần Nhân sinh cảm ngộ của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với chủ đề Nhân gian 3.000 phiền não, cười nhẹ một cái, đường sẽ thanh thang. Trên con đường nhân sinh, phiền não là điều tất nhiên, hãy bình thản đón nhận thì tâm sẽ an yên, biết buông bỏ thì sẽ được giải thoát. Thay vì mang theo 3.000 phiền não, chi bằng xem nhẹ chúng và nở nụ cười. Một nhà hiền triết từng nói, một nhánh hoa là một thiên đường, một ngọn cỏ là một thế giới, một cành cây là một bồ đề, một miếng đất một Như Lai, một phương hướng một tịnh độ, một nụ cười một trần duyên. Trải qua những năm tháng núi trùng nước điệp, luôn có phong ba bão táp trôi nổi lênh đênh, là ánh dương dạy chúng ta phải dũng cảm kiên cường, phải đón nhận và trưởng thành để mọi con đường ta bước qua đều có những hy vọng cho tương lai. Nghĩ thông suốt chính là tịnh độ, nghĩ không thông chính là địa ngục. Có một chàng thanh niên thỉnh cầu vị đạo sĩ, thưa sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là đồ ngốc, theo người thì sao? Con thấy bản thân mình thế nào? Đạo sĩ hỏi ngược lại, khiến chàng thanh niên ngơ ngác. Vị đạo sĩ tiếp tục nói, ví như một cân gạo, trong mắt tiệm bánh là bánh nướng, trong mắt tiệm rượu thì là rượu ngon, trong mắt kẻ ăn xin chính là một bữa cơm cứu mạng, gạo vẫn chỉ là gạo, không có gì thay đổi cả. Chàng thanh niên chợt bừng tỉnh, hóa ra cùng là một chuyện hoặc cùng một vật, nhưng đối với những người khác nhau thì sẽ có những cách dùng khác nhau, và có những ý kiến, quan điểm khác nhau.
Trên đường đời, chúng ta gặp những chuyện phiền não, dễ dàng bị cuốn vào những mớ bòng bong rắc rối khó gỡ, tự như có rất nhiều thứ không thể thông suốt. Nhưng nếu đặt những chuyện rắc rối đó qua một bên, đợi đến khi bản thân đã bình tâm trở lại để phân tích thật kỹ càng, thay đổi cách suy nghĩ, đưa ra kết luận, lúc này chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là bừng tỉnh. Hồng trần rối loạn, bình tĩnh giúp chúng ta trân trọng cuộc sống, trái tim rộng mở giúp chúng ta phóng khoáng hơn. Tâm nếu yên tĩnh, mỗi bước đều vui vẻ, buông bỏ phiền não, nhẹ nhàng tiến về phía trước, hồng trần sâu thẳm sẽ luôn nhìn thấy được cảnh đẹp. Và đó là chủ đề của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có suy nghĩ thế nào về phần nhân sinh cảm ngộ này? Xin hãy để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận và có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện nhân sinh khác tại page và group trên Facebook của chúng tôi. Thưa quý vị, vào thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, sự bình an vô bệnh của gia đình và những người thân yêu chính là niềm hạnh phúc giản đơn nhất của mỗi người. Sức khỏe là nhu cầu vô cùng thiết yếu. Vậy nên để có một cuộc sống khỏe mạnh và phòng chống dịch hiệu quả, ngoài việc thực hiện thông điệp 5K, Phương Anh đã tìm hiểu về nhiều phương pháp tăng cường sức khỏe khác nhau và khí công là một giải pháp rất hữu hiệu. Quý vị hãy thử tìm hiểu cho bản thân và gia đình, vì qua trải nghiệm của Phương Anh, môn khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn này giúp chúng ta duy trì một sức khỏe tốt, một tinh thần ổn định, tâm thái bình hòa cũng như tăng sức đề kháng, có lợi ích về cả thể chất và tinh thần mà còn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Quý vị có thể truy cập đường link có thông tin chi tiết chúng tôi để trên mỗi video. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.